Sau một thời gian dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát trong cả nước để tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, thì ngày càng có nhiều người tâm lý chủ quan lơ là đối với 2K, đó là khẩu trang và khử khuẩn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi đang có mặt tại một chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nếu vào thời điểm tháng 8 này năm ngoái, Đà Nẵng kích hoạt mọi biện pháp cao nhất trong công tác phòng chống COVID-19 với ý thức người dân thực hiện 5K rất nghiêm ngặt, thì hiện nay họ lại trở nên lơ là, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Vợ chồng ông Nguyễn Kim Hưng làm nghề sửa giày tại chợ Cẩm Lệ đã nhiều năm nay. Quầy hàng của ông nằm ngay lối đi lại chính của chợ, nhưng vợ chồng ông thì hiếm khi đeo khẩu trang trong quá trình buôn bán. Do tâm lý bản thân và gia đình ông đều đã được tiêm vaccine 3 mũi và cũng không còn lo sợ dịch bệnh. Hầu mới bị đầu tiên thì sợ chứ trời, thấy cũng bình thường. À, cũng cấm, ai cũng bị hết, nói chung là ngàn người là bị hết ngàn rồi, không có người nào vẫn chưa đấy. Dạng là cũng cấm hả? Thế giờ mình không đeo khẩu trang mình có thấy lo không ạ? Không, bình thường. Giờ mình làm cái nghề ra mà đeo khẩu trang không được, đeo ở đầu trong này là nước không. Bây giờ mình làm bộ hậu nhiều, đeo là trời trường hợp như lâu lao đi đâu đeo tí thôi chứ ngồi răng làm đây thì cũng không đeo được. Cũng lo chứ, cũng lo, nhưng mà tình hình trời nắng quá cũng mệt, cũng nhiều khi ngọt thở quá cũng phải mở mắt ra xíu, nhưng mà khỏe xong rồi là phải đeo lại. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại chợ Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, toàn chợ có hàng trăm quầy hàng với tấp nập người qua lại, nhưng có tới khoảng 40% tiểu thương và người đi chợ tại đây không đeo khẩu trang, hoặc có đeo khẩu trang nhưng không đúng quy định. Hiện nay quản lý chợ vẫn tiếp tục duy trì, thứ nhất là về hệ thống pano office tuyên truyền, thứ hai nữa là về công tác tuyên truyền trên loa phát thanh và trực tiếp là cái loa cầm tay để xuống nhắc nhở cho từng hộ kinh doanh để chúng ta nâng cao hơn cái cảnh giác về trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay là cũng có, theo tôi là cũng quan sát là cũng có một số bộ phận là có tình trạng là lơ là về công tác phòng chống dịch. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến giữa tháng 8 thì có gần 160 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Con số này có chiều hướng gia tăng so với số trường hợp được xét nghiệm. Trước biến chủng mới BA.5 và BA.4 mà Bộ Y tế khuyến cáo đây là nhóm A có nguy cơ gây các biến chứng nặng, Bộ Y tế đề nghị người dân không chủ quan, lơ là, cần thực hiện ngay đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là tại những nơi đông người. Bộ Y tế vừa xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 với hai tình huống. Tình huống thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, nhưng do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được giảm dần, tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tình huống 2, xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm theo yêu cầu đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A. Sở Y tế tỉnh Long An cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ca mắc biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron. Đây là dấu hiệu tiềm ẩn của nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trở lại đối với các biến thể phụ. Từ đầu mùa dịch đến nay, Long An đã ghi nhận trên 48.880 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 47.862 ca, tử vong 982 ca, đang điều trị tại bệnh viện 27 ca. Thời gian qua, dịch bệnh được kiểm soát tốt nên một số người dân đã chủ quan lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đạt tỷ lệ thấp. Trước tình hình trên, tỉnh Long An yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trước tình hình dịch có xu hướng tăng nhanh trở lại, đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nâng cao ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.